với mục tiêu đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe, phát triển phong trào luyện tập bộ môn khiêu vũ thể thao trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh vừa tổ chức thành công liên hoan khiêu vũ huyện Đông Anh lần thứ 2 năm 2020. Liên hoan thu hút 29 câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn với hơn 600 vũ công tranh tài ở các nội dung Zumba, Bachata, Samba, Cha-cha-cha. Trong không khí sôi động, các vũ công đã mang đến liên hoan nhiều tiết mục dự thi được dàn dựng công phu, có sự đầu tư về trang phục cũng như kỹ thuật biểu diễn. Theo đánh giá của ban giám khảo, dù chỉ là những vũ công không chuyên nhưng với sự tâm huyết trong quá trình dàn dựng và luyện tập, do vậy từng bước nhảy của các thí sinh luôn đảm bảo kỹ thuật theo quy chuẩn khiêu vũ quốc tế, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 8 giải nhất, 16 giải nhì, 26 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các đội dự thi theo từng nội dung.